A Phù Bình mới chào quý vị các bạn. Xin chào buổi sáng, chúc quý vị và các bạn một ngày mới tốt lành. Ngày hôm nay ngày 4 tháng 12 năm 2024, tiếp tục cung cấp cho quý vị những thông tin nhanh nhất, chính xác nhất và chuẩn nguồn nhất về Tập đoàn Công nghệ Giao thông Thông minh. Tập đoàn Evisky Trinh Technology hiện nay đã bước sang quá trình thương mại. Vâng, như thường lệ, quý vị hãy dành ít phút để đăng ký kênh YouTube của A Phù Bình cũng như là chia sẻ đường link YouTube này để chúng ta cùng nhau lan tỏa giá trị công nghệ UAT. Và ngày hôm nay, một trong những thông tin được đăng tải trên trang Sky Chatbot cũng như là trang UTNC, những bài viết vô cùng là giá trị và rất là quan trọng cho sự phát triển của trung tâm thử nghiệm và chứng nhận Sky đã đón tiếp những phái đoàn vô cùng là quan trọng và đặc biệt. Trên trang Sky Chatbot đăng tải bài viết ngày 4 tháng 12 năm 2024, đại diện SGS đến thăm Sky Chatbot, bước tiến hợp tác tiềm năng trong chứng nhận dự án thương mại. Xin mời quý vị cùng cập nhật thông tin chi tiết của bài viết này. Gần đây, đại diện của SGS, một công ty hàng đầu thế giới về kiểm tra, chứng nhận và thử nghiệm, đã đến thăm trung tâm thử nghiệm và chứng nhận Sky. Chuyến thăm đánh dấu một cột mốc quan trọng trong các cuộc thảo luận về khả năng hợp tác nhằm chứng nhận các giải pháp Sky Chatbot sáng tạo để triển khai thành công trong các dự án thương mại. Hình ảnh quý vị đang theo dõi đó là ông David de Bustos Ferrero, giám đốc thị trường toàn cầu đường sắt, ông Mohamed Rassi, giám đốc phát triển kinh doanh tòa, nhà và cơ sở tầng, ông Hesh Saman, giám đốc bán hàng và tiếp thị khu vực, tìm hiểu về các giải pháp vận tải sáng tạo. SGS được thành lập vào năm 1878, nổi tiếng với vai trò là tiên phong trong việc đảm bảo chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên môn của công ty trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp, bao gồm sản xuất, xây dựng, vận tải và năng lượng. Mục tiêu chính của chuyến thăm của đại diện SGS là tìm hiểu về công nghệ vận tải và cơ sở tầng Sky và thảo luận về các yêu cầu và tiêu chuẩn cần thiết để chứng nhận các công nghệ này để sử dụng ở nhiều quốc gia trên thế giới. Chứng nhận đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng quy mô các công nghệ tiên tiến. Nó xác nhận sự tuân thủ của chúng với các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia, đảm bảo an toàn, độ tin cậy và tính bền vững về môi trường. Đối với Sky Chatbot, chứng nhận có nghĩa là cơ hội thâm nhập vào các thị trường mới, củng cố lòng tin của đối tác và đẩy nhanh việc triển khai các dự án thương mại trên khắp các khu vực khác nhau. SGS mang đến chuyên môn và công cụ cần thiết để tiến hành các đánh giá như vậy. Sự tham gia của họ trong việc chứng nhận Sky Chatbot giải pháp công nghệ không chỉ là đẩy nhanh quá trình thích ứng với các yêu cầu cụ thể của thị trường mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trên quy mô toàn cầu. Trong chuyến thăm, các đại diện của SGS đã có cơ hội khám phá đường thử nghiệm số 1 và đường thử nghiệm số 4, trải nghiệm các chuyến đi trên UK được chứng nhận, nhiệt đới và Uber Karat mới lạ, đồng thời xem xét các giải pháp vận chuyển hàng hóa và tốc độ cao. Sự chú ý đặc biệt được dành cho các khía cạnh an toàn, hiệu quả năng lượng và tính bền vững về môi trường của Sky Chatbot giải pháp công nghệ. Sự hợp tác thành công giữa Sky Chatbot và SGS có thể là ví dụ điển hình về cách các công nghệ tiên tiến có thể được tích hợp liền mạch vào cơ sở tầng hiện có thông qua việc tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn và quy định. Đối với SGS, điều này mở ra những cơ hội mới để tham gia vào các công nghệ tiên tiến. Trong khi đối với Sky Chatbot, nó cung cấp sự hỗ trợ của một đối tác được công nhận trên toàn cầu trong việc mở rộng các giải pháp của mình. Quan hệ đối tác tiềm năng giữa Sky Chatbot và SGS đại diện cho một bước tiến đáng kể không chỉ cho cả hai công ty mà còn cho toàn bộ ngành vận tải. Nó nhấn mạnh cam kết chung cho việc đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cho các công nghệ tiên tiến có thể trở thành nền tảng của phát triển đô thị bền vững trong tương lai. Đó là bài viết trên trang Sky Chatbot. Xin mời quý vị cùng cập nhật bài viết trên trang UTNC. Trên trang UTNC ngày 3 tháng 12 năm 2024. Điều gì khiến U công nắp ghép trở thành giải pháp UT tối ưu để vận chuyển container hàng hóa? Yêu cầu của khách hàng và kinh nghiệm dự án toàn cầu, hướng dẫn định hướng của Evisky Trinh Technology NC hiện tại. Hiện tại, các giải pháp chở khách UAT là phổ biến nhất, nhưng các hệ thống chở hàng bao gồm U công cũng đang được quảng bá.
Wukong có thể được gắn hoặc treo với phiên bản gắn hiện đang được tiếp thị tích cực. Tại sao công ty lại quyết định tập trung cụ thể vào phiên bản này? Vận chuyển container là một lĩnh vực mà UT Transport giải pháp công nghệ chứng minh được tính hiệu quả cao. Các Wukong nắp hoặc là treo tự động có khả năng vận chuyển container vận chuyển có thể di chuyển trên các cầu vượt đường ray với tốc độ lên đến 100 km/h, xử lý 100 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Wukong treo tiết kiệm hơn và dễ triển khai hơn, đó là lý do tại sao nó được thiết kế và sản xuất đầu tiên. Tuy nhiên, sau khi thâm nhập thị trường và làm việc với khách hàng cảng, trọng tâm đã thay đổi. Hóa ra Wukong gắn kết có nhu cầu cao hơn, không giống như U-Port treo. Việc tích hợp chúng vào cơ sở tầng cảng không yêu cầu thiết kế bổ sung để chuyển container từ nền tảng này sang nền tảng khác. U-Port gắn kết có thể dựa vào hệ thống tiêu chuẩn đã có sẵn ở mọi cảng. Wukong treo mặc dù tiết kiệm hơn khi sử dụng riêng, nhưng cần phải nâng cấp cơ sở tầng cảng. Một cần cẩu tiêu chuẩn không thể nâng một container từ xe chở hàng lên Wukong treo dưới đường ray. Làm như vậy sẽ đòi hỏi phải xây dựng lại trung tâm vận chuyển của cảng, dẫn đến chi phí bổ sung cho khách hàng. Illusky trên Technology NC nhận ra điều này và tập trung vào việc phát triển các tuyến đường cho Wukong gắn trên tàu như một lựa chọn tiết kiệm chi phí hơn và không cần thiết bị mới hoặc là công việc xây dựng lại. Wukong nắp trên xe có hai mô đun kéo di chuyển theo hướng ngược nhau, được liên kết bằng khớp lối ảo với các bệ đỡ hàng hóa. Nó hoạt động tự động với bất kỳ trục trặc cảm biến nào được báo cáo ngay cho người điều phối. Wukong có thể vận chuyển các container hàng hóa 20 và 40 feet với tốc độ lên đến 100 km/h. Các Wukong bị đình chỉ cũng sẽ tham gia vào thị trường nhưng ở giai đoạn sau. Các giải pháp hiện có sẽ vẫn khả dụng nhưng sẽ được nâng cấp để phù hợp với yêu cầu của khách hàng và xu hướng hiện đại. Vâng, đó là thông tin của video ngày hôm nay. Nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, hữu ích thì không quên hãy để lại cho A Phú Bình nút like, nút đăng ký kênh cũng như là chia sẻ đường link YouTube này. A Phú Bình xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.